Lúc 17 giờ chiều ngày 14 tháng 11, Đại tá Bùi Xuân Chiến, trưởng công an huyện Tây Hòa, Phú Yên cho biết đã tìm được thi thể của hai trong 4 học sinh lớp 5 tắm sông Ba bị đuối nước. Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11, 6 học sinh cùng 10 tuổi học lớp 5C trường tiểu học Hòa Phú đến trường học thể dục. Do trời mưa, không dạy học thể dục được nên trường cho nghỉ. 6 học sinh này đã đến bờ kè sông Ba thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa chơi. Tại đây, bốn em xuống tắm sông Ba thì bị nước cuốn trôi. Hai em còn lại trên bờ hô hoán mọi người ứng cứu, nhưng cả bốn học sinh đều đuối nước mất tích. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, theo ông Ngô Đình Thiện, bí thư huyện ủy Tây Hòa, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai em tên M và T và đang tổ chức các cano chạy trên sông Ba để tìm kiếm hai em còn lại.